quán ẩm thực ở Lý Hòa, cho nên nhiều các bạn giờ đến 6 giờ vắng luôn. Chúng tôi review cho quý vị các bạn xem chơi. Đây là dĩa rau,
không cá bớp. Đây nhà lẩu cá bớp. Tao dở lên coi có con cá bớp đâu không? Lẩu cá bớp với măng. Thấy không? Đây là hàu phải không? Đây là hàu, hàu chấm gì ta? Hàu nướng phô mai. Chấm gì vậy? Hàu cá. Chấm mua tiêu. Đây là bà chủ. Đó, bà chủ này hồi trả tiền nha. Rồi, đây là cô chủ nhỏ. Hello em. Rồi, mình nói nha, mình nói nha, cuối tuần. Cuối tuần thì hay cuối tuần. Đi sẵn cái này 13 năm ngày cưới luôn hả? Đây là cái hào. Cái này gà, cái mắm. Cái này gì? Cái đũa rồi lại đó ấy.